Thưa quý vị, nghỉ hè là cơ hội để học sinh tham gia các hoạt động tương tác xã hội, tăng cường kỹ năng sống. Tuy nhiên, cũng là thời điểm mang đến nhiều lo lắng, băn khoăn về việc làm thế nào để tổ chức hoạt động hè phong phú, phòng chống tai nạn thương tích cho các em. Để mùa hè của học sinh thêm ý nghĩa và sôi động, nhiều tự viện tổ chức các lớp học văn hóa, kỹ năng sống và bảo tồn giá trị truyền thống. Từ đó, giúp các em học sinh có thêm sân chơi bổ ích, được rèn luyện, trải nghiệm, nâng cao kỹ năng sống, phát huy năng lực, sở trường. Trong chuyên mục Tiêu điểm hôm nay, mời quý vị cùng đến với những lớp học ý nghĩa này. Đều đặn hàng ngày, từ 14 giờ, sân chùa Nghiêm Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội lại rộn ràng tiếng con trẻ. Các em cùng nhau đến đây để ôn tập kiến thức văn hóa. Đây là lớp học miễn phí từ ý tưởng của Đại Đức Thích Đạo Duân, trụ trì chùa, thành lập từ năm 2009. Năm nay, số lượng học sinh đến chùa học nhiều hơn. Chính vì vậy, Đại Đức Thích Đạo Duân cùng với các giáo viên nhiệt tâm mở thêm các lớp học toán, văn, tiếng Anh. Qua đó, giúp các em bổ sung thêm nhiều kiến thức, tự tin bước vào năm học mới. Năm nay thầy mở thì cũng muốn cho các em có một cái môi trường tốt để vừa rèn luyện được văn hóa và cũng vừa đến để rèn luyện cái tinh thần đạo đức và cũng để cho các em biết đến được cái môi trường lành mạnh cuộc sống và cũng như thế này cũng mở ra những cái chỗ để cho các em vui chơi và có thể trong giờ giải lao đọc thêm sách. Lớp học được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, nhiều giáo viên phát tâm đến dạy. Hàng tuần có các em lớp 3 và lớp 6 đến theo học. Để giúp các em đạt hiệu quả cao trong việc học, thầy cô giáo dành nhiều thời gian tìm tòi phương pháp mới, đưa các trò chơi vận dụng vào bài học để học sinh tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và nhớ lâu. Số lượng các em đến lớp ngày càng nhiều, tạo niềm vui và động lực cho Trư Tuấn Đức, thầy cô tiếp tục mở thêm các lớp học mới. Hiện tại môn học của con là môn toán và tiếng Việt. Thì hiện tại bây giờ con cảm thấy là con đã học khá hơn khi học ở trong chùa. Và con cảm thấy là kiến thức của con đã được nâng cao hơn một chút ạ. Khi mà thầy mở lớp cho các em thì đây cũng là nguyện vọng từ lâu của em từ nhỏ. Bởi vì từ nhỏ là em cũng được theo học ở chùa, thầy đã có một lớp miễn phí ở chùa. Cho nên là em có cơ duyên thì em đã xin thầy luôn để được dạy các con, để được đem nguồn tri thức đến cho các con ạ. Hiện tại hai lớp của con là 80 bạn cả 2 ca. Thực sự đây là một khi mình làm việc với đam mê thì mình sẽ không bị mệt. Con cảm thấy rất vui bởi vì mình được đem một cái nguồn tri thức nhỏ bé của mình đến cho các con để các con vững chãi vào năm học ạ. Không chỉ được bổ sung kiến thức, các em nhỏ khi đến với chùa Nghiêm Phúc còn được trang bị kỹ năng sống, lan tỏa tình yêu thương. Và đặc biệt, sau những tiết học, các em có cơ hội rèn luyện thói quen đọc sách. Trong khuôn viên chùa, những cuốn sách lồng ghép giáo dục đạo đức, bài học nhân văn của Phật giáo được Trư Tuấn Đức sưu tầm, giới thiệu cho các em nhỏ. Từ đó, giúp các em có thêm một kho tàng tri thức phong phú, những trải nghiệm thú vị. Con đến đây thì được các thầy cô được dạy chữ cho con, dạy toán và được dạy các bài học về các ví dụ như đại từ đại bi và đại từ đại bi A Di Đà Phật. Con rất thích học ở chùa và con hứa sau này con lớn lên con sẽ học thật giỏi. Thầy cũng muốn chia sẻ với các em về những tinh thần là một trước tiên là phải hiếu hạnh với người con trong gia đình thì các em phải biết đến cái tinh thần hiếu hạnh và cái đức hạnh của một người con với cha mẹ, với ông bà, với mọi người xung quanh và biết thương yêu, giúp đỡ để chia sẻ với mọi người. Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, có một lớp học vô cùng đặc biệt khi nhờ đó, các em nhỏ không chỉ nâng cao sức khỏe, mà trong một vài trường hợp khẩn cấp thì đây sẽ là kỹ năng giúp các em thoát khỏi hiểm nguy. Sau đây là ghi nhận tại mái ấm chùa Đức Sơn, thị xã Hương Thủy. Những ngày hè, hôm nào cũng vậy, các em nhỏ tại mái ấm chùa Đức Sơn đều tập trung tại sảnh chính để tập những động tác như thế này. Nhìn qua, tưởng chừng đây là hoạt động văn nghệ nào đó. Nhưng không phải, đây thực chất
lại là các bài khởi động để chuẩn bị đi bơi. Và bể bơi thì ở ngay bên trong chùa. Có thể nói, mái ấm Đức Sơn là một trong số ít ngôi chùa ở Việt Nam có trang bị bể bơi, và sự hình thành nên nó xuất phát từ những câu chuyện đau lòng từng xảy ra trong quá khứ. Mặt đất dập vào cái vùng trũng, thường lắm đều có mưa lũ, càng ngày càng nhiều sự biến đổi của thời tiết nên mình không lường được. Gặp lụt tới là các em chơi ngay đã có rồi, cho nên điều đó là điều một cái bài học đau thương mà mình phải sáng mắt và mình cố gắng tích cực tối đa để mình lo hơn 100 trẻ em. Nên từ đó là ý tưởng của các sư trong ban điều hành làm thế nào phải có một cái hồ bơi để giúp cho các trẻ biết bơi. Đức Sơn là một mái ấm nuôi dưỡng cả 100 em nhỏ, trong đó không ít em có những khiếm khuyết về mặt thể chất. Nên hoạt động ngoại khóa như thế này đã mang đến ích lợi vô cùng thiết thực, không chỉ giúp các em khỏe mạnh hơn mà còn tự tin đương đầu với thử thách. Và điều này đã được chứng minh trong thời gian qua. Khi trẻ được bơi rồi thì trẻ cũng ngon lắm. Đây là tuyệt vời lắm. Sự cảm thấy khi nuôi dạy các em mới gặp phải khó khăn mà có cái hồ bơi là tuyệt vời. Và nhiều em tăng đồng từ kỳ cũng từ đó mà các em được giảm lần. Và nhất là mùa lũ vừa rồi những em bài liệt đâu có đi được thì các em không sợ nữa. Các em 90 em đã bứng một em lên ra khỏi vùng lũ. Dưới làn nước xanh mát, hàng chục em nhỏ cùng nhau bơi lội vui vẻ. Giờ đây, rất nhiều em không chỉ biết bơi mà còn bơi đúng kỹ thuật. Điều đặc biệt, mỗi tiết bơi lội, Trư Ni không chỉ đóng vai trò giám sát, cứu hộ các em lúc nguy cấp, mà còn là người thầy trực tiếp dạy các em những kỹ năng căn bản như bơi trườn, bơi ếch hay hít thở dưới nước sao cho đúng. Và kể từ đầu hè đến nay, thành quả từ việc dạy bơi rất khả quan khi số lượng em nhỏ biết bơi đã nhiều lên. Trong khi một số em từng sợ nước thì giờ đây cũng trở nên hứng thú với bể bơi. Ví dụ giống có một vài bạn là xuống được rồi nhưng mà chưa biết bơi, nhưng mà không sợ nước, mặc dù là cao nhưng mà bạn vẫn đủ tự tin để xuống được sâu. Nhưng còn mà lập 3 lập 4 trở lên là bắt đầu biết bơi hết. Nhưng mà kỹ năng thì chưa xuất sắc lắm. Dạ, biết bơi thì biết bảo toàn tính mạng của mình là được. Bơi xong, các bạn nhỏ chưa vội rời đi mà cùng chung tay chuyên tâm dọn dẹp, làm sao để cho bể bơi luôn sạch sẽ đến từng ngóc ngách. Bởi với các bạn, đây chính là thứ tài sản trùng trần quý nhất trong những ngày hè nóng nực này. Tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nơi có khá đông đồng bào Khmer sinh sống, những lớp học văn hóa dịp hè đã được mở tại chùa Tông Kim Quang từ năm ngoái. Đặc biệt, lớp học tiếng Khmer luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các em học sinh. Đều đặn vào các chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu, lớp học tiếng Khmer tại chùa Tông Kim Quang lại rộn ràng như thế này. Bắt đầu khai giảng vào cuối tháng 5. Đến nay, lớp học này thường xuyên có khoảng 15 học sinh theo học. Theo chỉ thị của Ngài Đại Đức Châu Hoài Thái, cho sư cố gắng dạy chữ viết đến chắc con cháu của người Khmer tại xã An Bình này để cho họ có thể biết được cái chữ viết trước tiên. Các cháu ở Bình Dương, xã An Bình này rất là dạng thuộc dạng đặc biệt, không biết một gì gọi là Khmer cả luôn, rất là khó. Nên sư chỉ biết là cố gắng tìm tất cả mọi phương pháp, giống như là phải luyện đọc, luyện viết, rồi tập ráp chữ để cho các cháu dễ tiếp thu hơn. Với vốn kiến thức được tích lũy qua nhiều năm học tập, nghiên cứu tiếng Khmer và đặc biệt là sự tận tâm trong giảng dạy, chùa đã thu hút các em đến lớp thay vì chọn những hoạt động khác trong dịp hè. Sư viết trên bảng mà sư đọc cho viết, sư dạy dễ hiểu và sửa sai những lỗi mà viết sai. Nếu có thời gian thì con vẫn muốn học tiếng Khmer. Con thích học tiếng Khmer tại vì ở đây có mọi người rất là hòa đồng, rồi sư dạy những chương trình cũng rất là dễ hiểu. Mấy em nhỏ hơn thì mấy em dễ tiếp thu hơn, còn con thì nó chậm hơn một chút. Nhà mình có 5 cháu đang học ngôn ngữ Khmer ở đây. Đây là có chùa ở đây thì cũng vui, muốn cho mấy bé lấy lại nguồn gốc bản sắc dân tộc của mình. Con muốn sau học kỳ hè này có thể là các bạn nắm được về phụ âm của chữ Khmer và miên âm, đặc biệt là đọc được
và hiểu được một số từ theo cái lớp mà sư đang giảng dạy học hè kỳ này. Thì nếu mà các em thành thạo về chữ nghĩa thì sư sẽ cho các em học về giáo lý và học đạo đức, một số đạo đức của văn hóa của người Khmer để cho các bé nắm vững hơn về cái truyền thống của mình. Bên cạnh lớp học tiếng Khmer, chùa Tông Kim Quang còn mở lớp múa và lớp học hoa văn. Thời gian học được sắp xếp hợp lý để các em có thể làm quen, tìm hiểu về văn hóa lâu đời của dân tộc, từ đó thắp lên tình yêu, niềm đam mê với văn hóa, góp phần giữ gìn và bảo tồn những giá trị truyền thống. Có thể thấy các lớp học tại chùa trong dịp hè này rất đa dạng cả về nội dung và hình thức. Người đứng lớp có thể là chư tăng ni nhưng cũng có thể là Phật tử, thầy cô giáo. Nhưng tất cả đều hướng đến một mùa hè bổ ích, mang đến cho các bạn trẻ nhiều kiến thức và kỷ niệm ý nghĩa.